Vụ sập tòa nhà công ty Trung Quốc xây ở Campuchia, liên quan đến vụ việc một công trình 7 tầng đang thi công ở thành phố biển Sihanoukville, miền Nam Campuchia bất ngờ đổ sập vào ngày 22 tháng 6 vừa qua. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân bị vùi lấp. Trong đêm 23 tháng 6, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thêm 5 nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đổ nát, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên 24. Ngoài ra, có ít nhất 24 nạn nhân khác bị thương trong vụ tai nạn. Tuy nhiên, Số nạn nhân có thể tăng lên vì hiện tại công tác cứu hộ chỉ mới đưa được khoảng 75% gạch đá từ đống đổ nát ra ngoài. Theo lời kể của ông Nho Chen Dun, một nạn nhân may mắn sống sót, vào ngày xảy ra sự việc, ông và vợ đang ngủ thì nghe thấy một tiếng động lớn, tòa nhà rung lên rồi bắt đầu sập xuống. Họ đã bị mắc kẹt trong đống đổ nát khoảng 12 giờ trước khi được nhân viên cứu hộ tìm thấy. Theo thông tin trước đó từ cơ quan chức năng, có khoảng 30 công nhân làm việc tại công trường. Tuy nhiên, ông Nho Chen Dun cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc Bên trong tòa nhà có khoảng 55 đến 60 người, được biết, công trình này do một công ty của Trung Quốc làm chủ đầu tư xây dựng. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã triệu tập nhà đầu tư Trung Quốc đến phối hợp điều tra, đại sứ quán Trung Quốc cũng đã gửi lời chia buồn và cử lực lượng để hỗ trợ điều tra thêm về vụ tai nạn.